Mời bạn nữ. Bạn nào giới thiệu về mình đi bạn. Hello everybody, hello Mr. Huyền Linh, hello Miss Cát Tường, hello Miss. Em Trần Việt Hồng, em 27 years old, em come from Bình Dương. And em a supervisor of the housekeeping at Bergamas Hotel. Thank you very much. Dạ. Xin chào quý vị khán giả, chào anh Huyền Linh, chào chị Cát Tường, chào bạn nữ. Em tên là Trần Việt Hồng, năm nay em 27 tuổi. Em đến từ Bình Dương và công việc hiện tại của em là giám sát buồng phòng ở khách sạn Bergamas ạ. Dạ xin cảm ơn ạ. Hiểu không cưng? Dạ. Đó, từ dịch có tiếng Việt đó. Em hiểu phần tiếng Anh hay phần tiếng Việt? Dạ hiểu phần tiếng Việt nhiều hơn. Hiểu phần tiếng Việt thôi hả? Ừ. Hèn chi thấy tôi mặt có em. Hiểu tiếng Anh. Rồi bây giờ mình hiểu rồi, tới phiên mình đi em. Dạ xin chào mọi người và chào anh Quỳnh Linh, chị Cát Tường. Em tên là Lê Thị Diệu Linh, năm nay em 23 tuổi, em sinh ra và lớn lên ở Gia Lai. Hiện tại em đang là giáo viên dạy âm nhạc trường trung học cơ sở tại Bình Dương. Rồi, hai bạn dạ. Giao lưu nhau về ưu điểm, khuyết điểm đi. Ưu điểm của anh là anh chịu khó, anh tính tình thì hiền lành, vui vẻ, anh rất nhiệt tình trong công việc, có trách nhiệm với tất cả những thứ gì mình làm. Thì tính anh rất là dễ, anh rất thoải mái, không có mà gò bó, không gia trưởng hay gì hết, anh không hút thuốc. Cũng không phải là bợm nhậu, thỉnh thoảng có uống mà 1-2 ly thôi, ví dụ có tiệc tùng vậy thôi. Sở thích thì anh thích nghe nhạc, thích xem phim, rồi thích thể thao, nhất là bóng đá. Thích rồi lâu hả? Lâu thì có đi câu với bạn bè hoặc là lập team chơi game. Cái lập team chơi game đó là nãy giờ đang nói ưu điểm hay khuyết điểm vậy? Ưu điểm dạ. Em ưu điểm chơi game, đó hả? Dạ chơi game lành mạnh chị. Thời gian rảnh rồi mình có bạn bè tụ họp lại rồi chơi giải trí 1-2 tiếng gì đó. Bạn gái, ưu điểm khuyết điểm của em? Dạ ưu điểm của em là hiền lành, ngoan ngoãn. Em biết đàn organ, thích ca hát. Ngoài ra là em có mong muốn là được học nhảy hiện đại. Học chưa? Dạ chưa. Muốn thôi chứ chưa học. Khuyết điểm của em là em nấu ăn không ngon. Tính em hơi trẻ con, dễ bị tổn thương, dễ khóc. Bạn gái trải qua mấy mối tình rồi bạn? Dạ em chưa có mối tình nào ạ. Chưa có luôn? Dạ tại vì đợt trước thì em tập trung lo vào học. Còn năm vừa rồi tập sự nên là cũng hơi căng thẳng nên chưa tìm hiểu. Rồi. Vâng. Nhưng mà mình còn nhỏ vậy rồi mình quen là mình định tìm hiểu trong bao lâu thì mới tiến tới hôn nhân? Khoảng 1 năm ạ. 1 năm? Chà, lấy chồng sớm dữ. Rồi, bạn trai, tình trường của em sao? Dạ, thật ra là em trải qua 2 mối tình. Mối tình đầu tiên là lúc hồi còn sinh viên. Mối tình là ngắn thôi, tầm hơn 1 tháng. Xong rồi hay có nhiều điểm không hợp nhau. Rồi gia đình cũng nói là bây giờ mình lo học trước đi. Đúng thì, rồi, mới có 1 tháng mà. Mối tình gần đây thì em với bạn quen được khoảng 1 năm nhưng mà quen kín. Ủa lý do sao giấu? Sao kín? Dạ tại vì bạn lớn tuổi hơn em, gia đình cũng hơi tháo không chịu vì bạn thì có lỡ dở hết 1 lần rồi. Bây giờ mối tình này quen là quen kín hay quen mở? Dạ bây giờ em lên đây thì mục đích của em là kiếm vợ. Dạ em sẽ quen mở. Rồi quen mở ha. Mẫu người lý tưởng của em muốn tìm là người như thế nào? Tiêu chí của em cũng dễ. Em thì một bạn nữ tròn tròn, tóc dài, cao tầm trên mét rưỡi. Dạ, dạ được. Tính tình thì hiền, ít nói. Nếu là giáo viên thì quá tốt. Thật sự em rất thích giáo viên. Vậy là thấy nãy giờ nói là bên đây tiêu chuẩn có hết luôn rồi đó. Dạ. Rồi em gái, mình muốn tìm người bạn trai như thế nào? Em muốn tìm người bạn trai cao 1m7, không chọc đầu, không để tóc dài. Nó nóng quá người ta cạo. Để tóc bình thường vẫn đẹp hơn. Khó một chút được không? Cũng có à. Tóc mà đâu cũng có chọc đầu đâu. Cũng được. Cũng được. Không gia trưởng, không xăm hình, không hút thuốc. Bên đây không hút thuốc gì trơn á. Tiêu chuẩn bên đây cũng được đó. Có cái điều gì không thích ở người bạn trai nữa không? Chị qua chị coi cho. Tính tình thì vui vẻ hòa đồng hay nói. Dạ chào chị. Chị nào em tiến tới hôn nhân được? Dạ thì nếu mà tiến tới hẹn hò thì khoảng 6 tháng đến 1 năm thì có thể tiến tới hôn nhân. Vì em đã chuẩn bị mọi thứ khi đăng ký chương trình này rồi. Mọi thứ là cái gì ví dụ? Dạ thì kể cả chỗ chụp hình, kể cả chỗ đặt tiệc, kể cả danh sách khách mời. Nói chung là em đã lên lịch sẵn hết. Chà, ủa là tính cưới cô trước mà không được rồi qua cô này hay sao mà có sẵn vậy? Dạ không phải vì thật sự thì em cũng cảm giác là mình lớn rồi, bạn bè của em bằng tuổi em thì đã lập gia đình hết rồi.
thì em thấy mình có vẻ đi sau thời đại hơi nhiều quá. Gia đình em thì ba mẹ cũng đã lớn tuổi rồi. Rồi làm dâu làm rể gì không? Trước mắt thì ở chung với nhà em, với cha mẹ. Rồi sau này thì tìm một chỗ nào đó ở để cho phù hợp cho việc đi lại, cho công việc của hai đứa. Rồi, hợp lý. Để thấy bên đàn trai cũng chững chạc ha, tính toán rất là kỹ lưỡng rồi. Xem đàn gái có hợp với em không? Tròn tròn hả? Dạ. Sao khoái tròn? Dạ nhìn thấy cưng ạ. Thấy cưng hả? Định nhìn thấy cưng. Ô, cưng quá. Cưng lắm. Dễ thương quá. Nãy giờ em cảm giác anh trai bên đây thế nào? Dạ, dễ tính. Hiền lắm á. Đây cũng hiền. Em cũng hiền nữa. Rồi bây giờ những cái điều kiện đưa ra đàn trai thấy cũng ổn định rồi đó. Bây giờ là tiến tới cưới liền nha. 6 tháng người ta chuẩn bị xong hết rồi đó. Được không? Dạ, được. Được ha? Vâng. Gì em cũng vâng hết trơn vậy. Được, được. Được ha? Chịu không? Chịu. 6 tháng không? Chịu. Ok, rồi thấy chưa? Rồi. Đàn trai phải tấn công liên tục vậy đó em trai ha. Được rồi, bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi, mình quyết định luôn. Hôm nay em gái đi với ai? Dạ, em đi với mẹ em ạ. Rồi, cho chị gặp mẹ. Xin chào em Quỳnh Linh, chị Cát Tường. Chào cháu trai và chào tất cả các vị khán giả có mặt trong trường quay. Tôi là mẹ của Diệu Linh. Diệu Linh thì rất là ngoan, hiền. Vì vậy cho nên là mẹ dặn là con không có nên yêu sớm và để dành mối tình đầu cho người chồng duy nhất của mình. Vì vậy cho nên là Diệu Linh cũng rất là nghe lời. Đến bây giờ có công việc ổn định rồi thì tôi lại mong lập thành gia thất. Cho nên tôi là người đăng ký chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò cho cháu. Hay quá nha. Cháu Hùng cho cô hỏi một tí, gia đình cháu ở chỗ nào vậy ạ? Dạ, nhà con ở gần cầu Phú Cường. Dạ, ở Chánh Mỹ, Thủ Dầu Một, Bình Dương ạ. Dạ. Gia đình cháu được có mấy anh em? Dạ, gia đình con thì có hai anh em, con và em gái. Thì cô chỉ hỏi vậy thôi. Tại vì cô chỉ có một mình Diệu Linh thôi. Cho nên là hiện tại thì cô đang là giáo viên dạy tiểu học ở Gia Lai. Nhưng mà về tương lai thì cô cũng đã mua đất ở phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát. Là cô định là sẽ về Bình Dương để sống cho nó gần con cháu sau này. Mẹ thấy bạn trai tính tình cũng hiền lành, cũng tốt. Các con đến đây là chương trình đã cho các con một cái duyên. Và các con lên cho nhau một cơ hội để tìm hiểu và có thể tiến tới xa hơn. Chúc các con may mắn thành công. Dạ, cảm ơn cô. Dạ, cảm ơn cô. Hay quá. Rồi, em trai đi với ai? Dạ, hôm nay thì em đi với mẹ em và các anh chị cô bác làm chung ạ. Xin chào Huyền Linh, Tường. Dạ, chào và cô. Bạn gái bên đây với tất cả khán giả trong trường quay. Hôm nay anh đến đây thì cũng là mẹ của Hoàng Hùng. Hùng ở trong nhà thì cũng ngoan hiền, cũng quan tâm trong gia đình lắm á. Thì cũng muốn cho đến cuộc hẹn hò này cũng nên duyên thì sớm nào thì cũng tốt. Còn thấy vào tương lai thế nào? Thì thấy em gái bên đây cũng dễ thương, hiền. Theo mẹ thì mẹ chấm được à. Thôi giờ đàn trai đứng lên nói vài câu với đàn gái cái điều này có hai đó, người. Hai bà xui tương hai lai. Hai bà xui đó. Chào nhau xui đi. Xui tương lai đó. Hôm nay cũng đến cuộc hẹn hò thì mình cũng có dịp này gặp gỡ nhau trước thì tất cả trong trường quay. Sau thì mình cũng muốn cho hai cháu cũng đến gần thì mình nó thân thiện hơn. Rồi. Rồi. Bây giờ mình kéo rào cho hai đứa nó gặp mặt để coi duyên với phận có kết hợp nhau được hay không nha. Mở rào. Đó. Rồi. Em cảm ơn anh ạ. Em cũng có món quà tặng anh ạ. Đây là quyển sách Bí quyết có một gia đình hạnh phúc. Em hy vọng là anh và em sẽ luôn có một gia đình hạnh phúc. Dạ, cảm ơn. Dạ, thì nhân viên này thì em xin phép là hát tặng bạn nữ và anh Quyền Linh, chị Cát Tường và tất cả quý khán giả. Bài hát là bài Ánh Nắng Của Anh. Chung là em cũng chuẩn bị sẵn lâu rồi. Sẽ luôn thật gần bên em, sẽ luôn là vòng tay ấm em, sẽ luôn là người yêu em, cùng em đi đến chân trời. Lắng nghe từng nhịp tim anh, lắng nghe từng lời anh muốn nói. Vì em luôn đẹp nhất khi em cười, vì em luôn là tia nắng trong anh không xa rời. Hai.
Rồi, bạn gái có muốn hát tặng lại bạn trai em, không? Em cũng có chuẩn bị một bài hát để tặng cho bạn trai ạ. Rồi. Đôi khi em sao hờn dỗi như mèo con, rồi lại quậy phá khi em chẳng cảm thấy vui. Nhưng anh thì vẫn mỉm cười, sẽ luôn dịu dàng cho em xuyến sao. Người ơi, em chỉ muốn làm mèo của anh, cùng hóng tiếng loài mèo kêu nha, kêu cùng em mèo 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 mèo, để mai lưu giữ hương vị người. Khi xa anh liền cảm thấy nhớ, được gần anh lòng em sẽ vui, cùng nhau ta vun đắp nên tình yêu này. Dễ thương. Hay quá, anh đã thích những người hát hay. Trời ơi, hai đứa tôi nghe hát dễ thương quá. Tôi tưởng tôi làm chương trình thiếu nhi chứ. Bây giờ hai đứa cảm nhận nhau thế nào nè? Dạ thì mới gặp bạn gái thì bạn gái là vượt quá mong đợi đối với em. Em nói thật vì bạn gái khá cao ráo so với em tưởng tượng. Em là lúc mà ban tổ chức phỏng vấn lấy ý kiến thì em chỉ mong là một bạn là bình thường, không cao quá thôi. Nhưng mà được đề là gọi là vượt quá sức mong đợi luôn. Là bạn gái rất xinh đẹp và hát hay là cái điểm em rất thích. Vì... em là đam mê ca hát lắm, nhà em mua thẳng thùng kẹo kéo mà để cứ mà thời gian rảnh là em mở lên chiến thôi. Dạ. Vậy được rồi, hai đứa về có cái thùng nó hát rồi đó ha. Dạ. Em gái thấy sao? Dạ anh rất là đẹp trai. Em dạy ở chỗ đó, trường đó là nằm chỗ nào vậy em? Em dạy ở trường trung học cơ sở Chánh Phú Hòa. Chánh ở trên Chánh Phú Hòa. Vâng. Nếu tính nhà anh đi ra đó thì chắc tầm 7 cây. Wow. Ba đi chở đồ anh cũng hay heo xe, cũng biết đây biết đó. Em dạy chuyên ngành gì ạ? Em dạy âm nhạc ạ. À dạy âm nhạc. Đàn gì hát hay quá trời đúng rồi. Cô không có nấu ăn đồ gì kia được, có hỏi cô có làm dâu được không? Không sao, vấn đề mà nấu ăn không ngon thì có mẹ em sẽ hỗ trợ. Có vì, mới nói nha. Dạ mẹ em là có nấu bếp ở quán karaoke, cho nên là tay nghề cũng khá, cho nên về không biết thì mẹ sẽ hỗ trợ. Cái vấn đề đó chủ yếu là mình chịu tự nhiên khó để thôi. Chuyện khó cho mẹ. Có lẽ dạ em, cho em, mẹ. Em có nói với mẹ rồi, mẹ là mẹ rất thích, mẹ chấp nhận á. Nói là mẹ sẽ hỗ trợ hết sức. Em hơi ít nói nên là không sao, anh nói nhiều anh bù lại cho em được mà. Sau này lấy nhau về trong nhà chuyện kinh tế tiền bạc ai quản lý? Tiền bạc thì từ xưa tới giờ thì đúng là người phụ nữ quản lý nó vẫn gọi là chắc chiêu hơn người đàn ông. Người đàn ông thì không phải là mình không biết tiết kiệm với kiệm, nhưng cái tánh phóng khoáng người đàn ông lúc nào cũng nhiều hơn, cho nên là em sẽ để cho vợ quản lý là rất bình thường, chuyện bình thường, cũng giống như nhà em vậy thôi, mẹ em quản lý. Dạ con cái thì anh muốn mấy đứa ạ? Con cái thì 1 đến 2 đứa. Nói chung thì trai cũng được, gái cũng được. Anh không có quan trọng chuyện trai hay gái lắm. Chứ nhiều quá thì cũng khao không nổi. Dạ, quan điểm tình yêu của anh thế nào? Anh thì anh không ghen đâu. Anh ít ghen lắm, anh không ghen. Tại vì mình cứ chuyện gì cũng vậy, mình phải tìm hiểu rõ, mình nói chuyện với nhau trước khi mình ghen, trước khi mình lớn tiếng hoặc gì nẹt nộ hay gì đó, dẫn đến mất hạnh phúc gia đình. Cái gì anh cũng rõ ràng đàng hoàng. Rồi bây giờ nè, bạn trai đọc một cái câu thơ nào đó. Dạ. Bạn chuẩn bị tặng bạn gái thì xong rồi mình quyết định bấm nút hay không bấm nút. Thì anh tặng em một câu thơ anh vừa mới suy nghĩ ra. 100 năm trong một kiếp người, gặp nhau là bởi ông trời xe duyên. Dù ai nói ngã nói nghiêng, chỉ cần hợp tính kết duyên vợ chồng. Suy nghĩ thật là kỹ nha. Dù ai nói ngã nói nghiêng, chỉ cần hợp tính là nên duyên vợ chồng. Bấm nút là để tìm hiểu và để nên duyên vợ chồng nha hai bạn. Phải suy nghĩ thật kỹ. Đây là có mẹ nè, bạn bè, gia đình hai bên đang theo dõi mình nha. Hãy đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm và phải chịu trách nhiệm với nó. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng. Đấy. Rồi nắm tay nào. Theo như anh nghĩ đây là một chàng trai chuẩn bị rất là kỹ lưỡng ha. Chuẩn bị tất cả mọi thứ rồi. Bây giờ chỉ chờ có cô dâu ở đây thôi. Hy vọng các bạn sẽ sớm tìm hiểu với nhau, được sự đồng thuận của hai gia đình thì chúng ta sẽ tiến tới hôn nhân càng sớm càng tốt nha. Như bạn muốn ha. Dạ. Được không? Thấy cảm giác sao vậy? Dạ em rung quá, nó ra mồ hôi tay luôn. Rung quá đúng không? Dạ. Vậy xin phép bên gia đình bạn gái hôn cái mở màn đi.
Dạ thì con xin phép cô cho con có nụ hôn với em. Tuổi nghề nghiệp quê quán. À, em tên là Nguyễn Minh Sang, quê ở Cần Đước, Long An. Nay em 17 tuổi, đang làm nhân viên quản lý sản xuất của công ty thép Kim Đồng. Sở thích của em là nghe nhạc và xem phim. Dạ. Ưu điểm của em là không hút thuốc, ít uống rượu bia, không cờ bạc, vui vẻ hòa đồng, còn biết nấu ăn. Nhược điểm của em là em hơi hơi nhát. Hơi nhát trong tình yêu có nhát không? Bạn chia sẻ một chút về cái tình trường của mình được không? Em thì đã qua được hai mối tình, một mối tình chính thức với một mối tình cũng mới chia tay gần đây. Chia sẻ sâu hơn về cái mối tình chia tay gần đây đi, vì sao lại chia tay? Tại vì em với bạn đó là không hợp á chị. Em thì cũng hơi muốn nói lắm nhưng mà chắc là do bạn đó không có chịu em nên là chia tay. Bạn là người bạn kia là người nói chia tay trước à? Dạ đúng rồi. Mình yêu cái mối tình đấy là trong bao nhiêu lâu nhỉ? 7 tháng chị, từ tháng 7 đến nay. Thì sau cái mối tình đấy thì mình cảm thấy là mình muốn tìm một người như thế nào khác. Tiêu chuẩn của bạn về cái nửa kia của mình là gì? Em thì tiêu chuẩn cũng không có gì nhiều nhưng mà biết quan tâm chia sẻ bình luận thì cũng hiên thảo với cha mẹ là được. Thế còn về tuổi tác cũng như là ngoại hình thì sao? Mình thích một bạn nữ nhìn như thế nào? Bao nhiêu tuổi? Em thích bạn nữ nhỏ hơn em, nhỏ tuổi hơn em và cũng nhỏ con em nữa. Nhỏ tuổi hơn, nhỏ con hơn. Bạn nói lại là hiện tại mình đang sống và làm việc ở đâu nhỉ? Dạ, em đang sống ở Cần Đước, Long An. Còn em làm việc là ở Bến Lức, Long An. Thế đó, yêu xa thì có thành vấn đề với bạn không? Cũng có phần vấn đề nhưng mà có xa lắm chị. Là cỡ bán kính cỡ hai mấy ba chục cây được rồi. Xa quá, không có thời gian để mà quan tâm chăm sóc nhau chị. Thế điểm mà bạn không thích ở một bạn nữ là gì? Điểm mà em không thích là hay lừa dối. Ví dụ như là hôm nay bạn đó đi chơi với ai thì nói mình là mình chơi chơi với người đó chứ không có giấu giếm để mình phát hiện ra thì rất là buồn. Rồi ok, em là hiện tại là nếu mà em đang làm ở Long An thì là chỉ chịu những bạn gái mà ở Long An thôi hả? Thành phố cũng được đó chị. À, là bạn gái có thể làm việc Sài Gòn được đúng không? Dạ được. Ok, rồi nếu mà dự định kết hôn thì tầm yêu khoảng bao lâu thì em có thể tiến tới kết hôn được? Nếu mà hai bên hợp nhau thì cỡ chừng năm sau mới được. Nhà em ở dưới Long An hả? Dạ. Rồi, thường là có hay văn nghệ văn gì được không? Lên sân khấu có thể hiện được cái gì không nè? Dạ em hát dở lắm chị ơi. Rồi hát dở phải chuẩn bị một cái màn gì đó lên sân khấu để mà thuyết phục tỏ tình bạn gái này kia cho chị nha. Cái này là mình phải chuẩn bị đó. Chuẩn bị chị để em cố gắng chơi. Rồi nhớ là phải cố gắng mạnh mẽ mạnh dạn hơn nữa thì mình mới có người yêu mới có vợ nha. Dạ. Rồi ok, cảm ơn Sang ha. Thì đây chỉ là bước đầu để mà mình nói chuyện với nhau có những cái thông tin cơ bản thôi. Được gặp chương trình sẽ thông báo cho em biết cũng như là sẽ có một biên tập trực tiếp đồng hành với em ha. Dạ. Rồi ok, cảm ơn Sang, xong rồi đó em. Dạ, cảm ơn chương trình, cảm ơn chị. Dạ anh ơi, mình bấm nút đỏ thấy cuộc gọi giúp em nha. Dạ, dạ rồi. Dạ anh chị ơi, mình rồi. Không chị ơi. Rồi chị em, anh chị đã nhìn thấy được những cái hình ảnh của em rồi. Em cứ nhìn vô camera điện thoại và chia sẻ thật là tự tin cho chị nha.
giới thiệu về bản thân mình trước nè, cũng như là những cái điểm mạnh điểm yếu của em ra sao ha. Rồi mời em. Em họ và tên em thì Trịnh Đức Phước. Em sinh vào ngày 16 tháng 6 năm 1997. Nơi thường trú hiện tại của em là ở xã Lai Hưng, huyện Bầu Bàng, tỉnh Bình Dương. Công việc của em hiện tại giờ là kinh doanh ngành vận tải. Giờ giống như là mình vừa lái xe vừa chủ xe đây. Là em có xe riêng của em hay như thế nào? Dạ đúng rồi chị ơi. Xe gì em? Xe tải hay xe sao? Dạ xe tải chị ơi. Đấy, được kinh doanh 3 chiếc lần. Là hiện tại là em đang có 3 chiếc xe tải. Dạ đúng rồi. Rồi ok. Phước nè, bây giờ là sinh năm 97 cũng còn trẻ quá trời. Lý do làm sao mà cũng tham gia chương trình đây? Dạ cũng vì tại vì công việc của em thì nó bận rộn quá. Sáng mình đi sớm mà có khi là tối về mình loạn buồn. Cho nên nhiều khi cái cuộc sống của mình nó ít thời gian để mà mình đi tìm hiểu những con gái khác ấy. Nên đôi khi là một đứa người của mình thì lên trên nhóm này mong được là tìm được một bạn nào đấy cảm thấy phù hợp và hiểu được cái công việc của mình thì như thế sẽ tốt hơn. Phước là quê gốc của em ở đâu Phước? Em quê gốc của em ở Quảng Bình. Là gia đình còn ngoài đấy đúng không? Dạ đúng rồi, nhưng em hộ khẩu của em đã nhập khẩu vào Bình Dương rồi. Rồi, Phước chia sẻ về bản thân em đi em, những cái điểm nào thú vị nhất của bản thân em chia sẻ hết đi em. Thú vị của em thì đôi khi có làm cho người ta mà để hay cười. Rồi là đôi khi em hay chọc ghẹo được những người khác ấy. Cái nhược điểm của em thì trong đó cũng hay có đôi chút về tự ái. Thế thôi chị ơi. Có tật xấu gì không em? Có nhậu nhẹt, hút thuốc rồi này kia không? Dạ nhậu thì có nhậu, nhưng mà em nhậu đối trong công việc thôi chứ không có khi nào mà nhậu tự nhiên mình đi nhậu để gặp đối tác hoặc là anh em bạn bè mình nhậu, nhưng mà tới tầm mức của mình thôi chứ không phải là say la cả ở các chỗ khác. Rồi trình trường của mình thì sao em? Em thì trải qua được một mối tình cách đây khoảng vào năm 2019. Lúc đó em đang còn đi làm ở bên nước ngoài đấy. Rồi em với bạn ấy cùng quen nhau ở bên đấy, rồi sau mỗi người về mỗi nơi về Việt Nam về được rồi là hai người chia tay. Xong rồi đến giờ em lo công việc đến giờ luôn. Nước ngoài là nước nào em? Em lúc đi Đài Loan chị ơi. Rồi coi như là về nước mà hai người tự chia tay luôn. Ở bên đấy là bắt đầu mình chia tay rồi. Rồi bao lâu rồi không quen ai? Dạ gần 4 năm rồi chị ơi. Dạ 4 năm. Gần 3 năm. Do mình có chỉ là do công việc thôi đúng không? Ngoài ra là do mình có kén chọn bạn gái thì sao không? Dạ không kén chọn gì ơi, chỉ quan trọng là ban đó mà hiểu được mình rồi là biết hiểu được cái công việc của mình thì như thế sẽ dễ hết. Rồi em thích bạn gái thì sao nói luôn đi, về ngoại hình, tuổi tác, vùng miền ha. Dạ thì bạn bè thì miền nào cũng được. Chiều cao thì 1m65 đến 1m70 đây, hoặc là có thể thấp hơn chứ đừng có cao hơn. Trời ơi, con gái mà 1m65 tới 1m7 là hiếm lắm ông ơi. Dạ anh trở lên nha. Dạ rồi độ tuổi thì có thể lớn hơn em 2 tuổi đô lai. Rồi có hình mẫu nào giống ai không? Muốn thích kiểu như ai không? Dạ không thích hình mẫu ai hết chị ơi. Quan trọng là mộc mạc giản dị là được rồi chị. Rồi lên sân khấu là có biết tỏ tình bạn gái như thế nào không nè?
lên sân khấu thì tuy khi có thể hát một đoạn, hoặc là có thể lúc đó mình tự nghĩ ra một câu thơ nào đó mình gửi tặng bạn gái, hoặc là có thể là có một món quà nào đó mình dành tặng riêng. Ừ, rồi hát thử một đoạn chị nghe coi. Em hát bây giờ em hát trong hay. Thôi tự tin lên. Ừ. Em chưa nghĩ ra được bài hát gì chưa? Hát nha, hát mới đầu không hát rớt á. Thì em nhờ cái bài hát này gửi cho chị nghe là. Tại sao gần gặp chị bây giờ quên bài hát luôn rồi chưa? Rồi đó mấy câu thôi, hát xong rồi mình kết thúc cái buổi cáp nè. Dạ. Rồi em hát bài Tin Em Sứ Quảng. Anh về nơi xứ Quảng, thăm người em phố hồi, sầu thu buồn có nước lững lờ trôi. Đường chùa cao, mưa buồn giăng ngập lối, rừng thông sân mưa thăm ơn bờ môi, thương nhớ nhiều. Đó, chị ơi. Ừ. Luôn quên hả? Rồi, ok. À, cảm ơn Phước đã tham gia cái buổi cast ngày hôm nay ha. Nếu em được chọn thì chương trình sẽ có thông báo cho em biết nha. Và mình sẽ có vào vòng 2 để mình trao đổi kỹ nội dung với biên tập nha. Dạ, em cảm ơn chị. Rồi, ok, chào em, mình phát ra cuộc gọi được rồi đó Phước. Dạ, em cảm ơn ạ.